Trước tiên hết thì Nga xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị và các bạn. Hôm bữa trước thì Nga, cái vượt trước đó thì Nga có trả lời và Nga có chia sẻ với các anh chị và các bạn cái việc mà thi cử của các em học sinh về môn tiếng Anh. Và Nga cũng có nói với anh chị và các bạn cái cách thức mà để cho các em thi môn CAT, thi cái bằng chứng chỉ CAT rồi. Cái cách đó là cái cách mà các anh chị và các bạn có thể giúp cho con em mình hoặc là con cháu mình ở nhà có thể là tự luyện thi ở nhà. Và kỳ vừa rồi, mới vừa rồi, sắp cách đây khoảng chừng vài ba bữa thì mình cũng có nhận được một số câu hỏi và một số anh chị mà quen biết của mình cũng có hỏi mình về việc mà thi hổm rài là nhà trường cũng có thông báo những cái kỳ thi starter, mover, flyer về cho ở phụ huynh là có nên đăng ký hay không. Thì ở đây Nga không có nói là đăng ký hay không đăng ký, cái đó là tùy từng trường hợp của ba mẹ hoặc là người nhà muốn như thế nào thì muốn. Nhưng Nga chỉ đưa ra một số điểm để mà Nga sẽ nói cho các anh chị và các bạn hiểu và cách thức làm sao để cho mà con em mình có thể được điểm cao trong cái kỳ thi sắp tới này. Thì ở nhà trường hiện tại bây giờ trong rất nhiều quận huyện là người ta đang ráo riết là gửi những cái tờ đăng ký dự thi về. Thí dụ như những bạn nào học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đều được nhận. Đặc biệt, Nga sẽ chú trọng trước hết, Nga sẽ nói trước về của lớp 5. Thì hôm trước trong cái bài khác thì ta có nói rồi, do lớp 5 là cái giai đoạn mà chuyển tiếp giữa lớp 5 lên lớp 6 là giữa tiểu học sang phổ thông cơ sở. Nên đa số là các trường phổ thông cơ sở là cái trường cấp 2 á, họ yêu cầu các bạn đọc nhỏ phải có bằng flyer. Vì cái điều ra có nghĩa là không phải yêu cầu nữa mà có nghĩa là chưa có một công văn chính thức là bắt áp dụng có cái bằng ở cái đầu ra là flyer. Nhưng để cho dễ dàng nhất là các bạn đó phải có flyer là mình kể như là an tâm không lo về việc tiếng Anh. Tại vì sao? Nó giúp cho mình như thế này, nếu như ở giai đoạn cấp 2 mà nếu theo đúng tuyến của mình á, thí dụ như theo đúng tuyến của các anh chị là các anh chị hồ sơ nhà giống như là đúng tuyến là các bạn nhỏ sẽ được học vào một cái trường A ở cấp 2. Nhưng các anh chị muốn học ở một cái trường B thì cái đó cũng có thể là một cái điều, nếu có bằng tiếng Anh thì nó cũng sẽ là một trong những cái điều kiện giúp có thể là mình sẽ xin chuyển qua cái trường B nếu mà bằng của các em được ok. Và Nga nói luôn một cái trường hợp như thế này, thí dụ như hồi học ở cấp 1 các bạn nhỏ học tăng cường tiếng Anh và các bạn nhỏ đã học hết 5 năm ha, và các ba mẹ muốn các bạn đó sang cấp 2 học tiếp tiếng Anh tăng cường, thì nếu như các anh chị có cái bằng flyer hoặc là điểm của các bạn đó đạt yêu cầu do Sở Giáo dục quy định thì mình sẽ tiếp tục có thể là được chuyển lên học cái trường có học tiếp tục tăng cường. Nếu ví dụ như ở khu vực nhà các anh chị là ở khu vực đó sẽ được vào một cái trường A, nhưng nếu như cái trường A đó nó không có tăng cường tiếng Anh mà bạn nhỏ của các anh chị học tăng cường tiếng Anh thì trường đó không đáp ứng. Do đó các anh chị có thể xin được qua những cái vùng lân cận, cái đó là tùy theo cái hồ sơ của mình. Rồi, còn trường hợp nếu như mà mình có cái flyer mà đặt thêm cái những cái điểm ok này kia nữa mà mình muốn vô cái trường tốt hơn thì cái đó là việc xin chuyển trường hay là như thế nào là do các anh chị đi xin cái việc đó. Nhưng nếu như có bằng flyer sẽ là một trong những cái điều kiện mà giúp cho các em có thể có cơ hội học được những cái nơi mà các anh chị mong muốn. Cái đó là Nga thấy là cái việc đó là việc cần thiết để phải có cái bằng flyer. Và do khoảng thời gian này là mình đăng ký thì theo lịch của Nga có coi á, lịch của Sở Giáo dục á,
Bây giờ chị nói sơ qua là hiện tại thì bây giờ mình đang là ở giai đoạn cuối tháng 2 và Sở Giáo dục có một cái lịch thi của mình đang ở cuối tháng 2 phải không? Rồi, mình đang ở cuối tháng 2 thì bây giờ Sở Giáo dục á, có cái lịch thi dành cho ngày 6 tây tháng 4, 7 tây tháng 4 và 13 tây tháng 4, thì có nghĩa là mình sẽ đăng ký vào ngày hôm nay là ngày 21 và ngày 22, vẫn còn thời gian để đăng ký. Thì ba mẹ sẽ cho các em, nếu muốn cho các em thi vào cái lịch của thời gian này thì mình sẽ đăng ký ngày hôm nay và ngày mai, thì sẽ rơi vào ngày 6 tháng 4, 7 tháng 4 và 13 tháng 4. Còn nếu mà ba mẹ đăng ký trễ một chút thì sẽ qua ngày 20 tây tháng 4, 21 tháng 4 và 27 tháng 4. 20 tháng 4, 21 tháng 4, còn 27 tháng 4 sẽ dời lại một chút xíu nữa. Có nghĩa là nếu như ba mẹ tính thời gian nha, ví dụ như hôm nay là mình cho là thi vô trong tháng 4 đi. Đầu tháng 4 mình thi thì đầu tháng 5 và đến cuối tháng 5 mình sẽ có bằng. Cuối tháng 5 sẽ có bằng. Thì cái giai đoạn trong tháng 4 thì ba mẹ nên cho các em thi giai đoạn trong tháng 4 là ok nhất. Tại vì sao? Tại vì cho trong thi trong tháng 4 rồi thi flyer nha, là mình sẽ thi trong tháng 4 thì đến cuối tháng 5 mình có bằng. Thì khi cuối tháng 5 thì toàn bộ hồ sơ về điểm số cả môn toán tiếng Việt, tất cả các xét duyệt của trường cũng đã hoàn tất, cộng thêm bằng tiếng Anh flyer đã có, thì khi đó các phụ huynh sẽ có thể dùng đó để mà, nếu như muốn đi đúng tuyến thì mình không nói, nếu đi đúng tuyến thì tự nhà trường sẽ chuyển về đúng tuyến cho mình, còn nếu mình không thích đó, thì mình sẽ đi trái tuyến. Thì có nghĩa là đó là một trong những cái mà ba mẹ có thể dùng để mà giúp cho các em có thể là chuyển qua một cái môi trường mà ba mẹ muốn. Thì Nga muốn nói như thế, có nghĩa là khi mà có rồi thì cái ba mẹ sẽ chuyển cho nó rất là dễ dàng. Rồi bây giờ đó là Nga nói luôn cái lịch thi của Nga, xin thông nói lại là hiện giờ thì Sở Giáo dục có một cái lịch thi rồi, lịch thông báo là thi chờ Nga chút để Nga mở. Thì Nga nói lại luôn là nếu mà ba mẹ muốn cho các em thi trong đợt tháng 5, tháng 4 để kịp cho đến cuối tháng 5 sẽ có kết quả. Do đó là nên đăng ký cho các em thi khoảng trong giai đoạn tháng 4. Thì 4 tây tháng 4, 6 tây tháng 4, 7 tây tháng 4, 13 tháng 4 sẽ đăng ký ngày hôm nay là ngày 21 tháng 2 và 22 tháng 2. 22 tháng 2 là hạn chót. Còn nếu mà mình muốn qua ngày 20 tây tháng 4 và 21 tây tháng 4 thì là vào ngày 30 đến ngày 1 tây tháng 3. Và ngày 27 tháng 4 sẽ là rơi vào ngày 8 tháng 3 là hạn chót. Nhưng theo Nga nghĩ ngày hôm nay và ngày mai, cái đợt thi mà ngày 6 tây tháng 4 và 7 tây tháng 4 và 13 tây tháng 4, Nga sợ là nó đã hết, nó sẽ hết cái hạn. Do đó là ba mẹ sẽ dời qua đợt sau. Còn nếu như mà mình thi đầu tháng 5 thì đến giữa tháng 6 thì mình mới có bằng lận. Do đó nó cũng tạm thời, tạm theo Nga nghĩ cũng tạm tạm được thôi. Chứ nhưng mà nếu như mình lỡ mà những cái kỳ thi những tháng kia không đăng ký, những ngày kia không được thì mình nên cho đầu tháng 5 mình thi cũng được. Nhưng đó là với trường hợp của flyer. Còn đối với trường hợp của starter á, thì mình cũng có một cái lời khuyên starter và mover. Thì mình cũng có một cái lời khuyên như thế này. Cái lịch thi là do trường tổ chức. Ở đây Nga không nói là khuyên anh chị là không nên đăng ký thi hay là như thế nào. Nhưng nếu anh chị thích thì các anh chị cứ việc đăng ký theo của trường. Còn anh chị không thích và muốn kết quả cao hơn thì anh chị có thể đăng ký cái thời gian dài ra về phía sau. Tại vì sao? Thứ nhất là nếu như những bạn nào mà có khả năng, mà mình nhắm là khả năng học Anh văn ok, thì mình có thể cho đăng ký theo đợt của trường. Còn những bạn nào mà chưa có được tốt lắm thì Nga khuyên để cho các em thi học kỳ xong hết đi. Rồi cái giai đoạn mà khoảng hè đó thì mình sẽ đăng ký cho các em thi vào khoảng tầm tháng 6, tháng 7 hoặc tháng 8 cũng không sao. Tại vì
các em không có bị quy định về việc xét điểm, xét này xét kia. Do đó là mình có thể mình kéo dài ra cái thời gian đó, miễn sao là đầu năm học mình thích thì mình có bằng thôi. Tại thật sự ra cái thông tin mà quy định mà có bằng á, thì thật sự là chưa có một cái thông tin ép buộc. Nhưng ở giai đoạn mà lớp 5 thì bắt buộc là phải có bằng. Nếu mà mình có thì tốt, còn không có thì cũng chưa có sao hết cả. Và nếu như mình thi vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì lịch thi đã có. Và một số anh chị cũng hỏi ngay là ủa vậy lúc đó mình sẽ đi đâu đăng ký? Không sao hết cả. Nga cũng chỉ các anh chị do mọi phụ huynh, mọi người hễ là muốn cho thi thì dễ dàng lắm. Các anh chị, một là các anh chị có thể là không muốn làm phiền giáo viên trong tháng hè, không muốn gì hết mà muốn tự mình đăng ký con mình á, thì ba mẹ cứ việc đi thẳng trực tiếp lên trên sở giáo dục là nằm kế bên Vincom ở số 68, hình như nghe nhớ mang máng là 68 với lại 70 đường Lê Thánh Tôn, có nghĩa kế bên Vincom và đối diện trường Simeo, trung tâm Simeo á. Các anh chị vô gửi xe. Khi các anh chị gửi xe xong, các anh chị, người ta có hỏi thì anh chị nói là lên sở giáo dục để đăng ký dự thi. Tại vì khi mà các anh chị không hỏi mất công là nó hỏi ra là, tại vì nếu mình vô sở dục á, thì đến đây là nó về kinh phí về gửi xe thôi thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Với lại người ta không có hỏi nhiều, nói mình đi nói là lên sở giáo dục đăng ký gửi xe, dự thi. Thì thi lên trên gửi xe xong, các anh chị đi lên từng trệt. Khi bước vào thì các anh chị thấy bên tay trái của mình có một cái phòng. Các anh chị bước vô và các anh chị xin đăng ký dự thi. Thì các anh chị ở trong chỗ trung tâm mà đăng ký thi á, sẽ phát cho các anh chị một cái tờ đơn. Và vui lòng nếu như những người nào mà đi đăng ký giùm cho người nhà mình thì làm ơn ghi giùm cho mình những cái thông tin sau đây, không có thừa đâu. Thứ nhất, họ tên, ngày tháng năm sinh của đứa bé, học trường gì, lớp mấy, thông tin của ba mẹ, số điện thoại của ba mẹ và ghi địa chỉ. Còn hình á, thì hiện cứ việc cầm luôn theo cái tấm hình 3-4 đi cho chắc ăn, còn thôi thì mình sẽ bổ sung hình sau. Cái đó là Nga nói với các anh chị vậy. Và cũng may là hiện tại là Nga cũng thông báo luôn là sở giáo dục cũng có một cái trường hợp, một cái thông tin mới hơn bữa trước Nga cũng được biết. Có nghĩa là mình là đăng ký, có một số anh chị thì bận công việc buổi sáng không đi được, thì muốn là để khỏi mất công đi á, thì các anh chị có thể đăng ký cái dịch vụ mà chuyển phát nhanh về, có phiếu báo danh hoặc là có kết quả thi về tận nhà. Thì mỗi một hồ sơ vậy á, Nga nhớ mang máng hồi nãy Nga có đọc á, cứ từ 1 đến 10 hồ sơ thì tầm khoảng là hình như cộng thêm khoảng 50 ngàn cho với nội thành, còn ngoài thành thì nó cỡ tầm 60-70 gì đó. Đó là một cái thông tin có nghĩa dành cho những ba mẹ mà bận việc đó, thì Nga cũng thông báo với các anh chị như đấy. Do đó là mình khỏi phải mất công tốn thời gian đi lên, tại thật sự ra là đăng ký thì không có lâu, nhưng mà chạy vô cái khu trung tâm mà ngoài Sài Gòn, đặc biệt là vào cái giờ mà hành chánh đó, nó rất là mệt, tại vì cái khu vực đó nó hay kẹt xe nữa. Do đó là ba mẹ đi một lần, sau đó thì có thể dùng nhờ chuyển phát nhanh. Và khi chuyển phát thì người ta sẽ đảm bảo. Và khi đăng ký thì nếu các anh chị muốn chuyển phát thì các anh chị phải hỏi kỹ cái chỗ cái cô đăng ký, và các anh chị ghi thông tin cho người ta. Thì Nga cũng xin chia sẻ một cái số thông tin như thế. Nga cũng nhấn lại là cái việc mà đăng ký thi Starter Movers có vào thời điểm này hay không là tùy thuộc ở ba mẹ thôi. Ba mẹ muốn kiểm tra trình độ của con em mình thì ba mẹ cứ kiểm tra, còn mà muốn để đúng thời gian, đúng này kia thì Nga nghĩ là nên để thi cái đợt hè. Thứ nhất là nó vắng, thứ hai là không bị áp lực về bài vở nhiều, và thứ ba là cái lượng kiến thức á, mà của các em nhận được á, nó cũng đủ trong cái tầm của cái thời gian đó. Tại vì hồi lúc trước thì Nga cũng có được học với những cái chuyên viên của sở giáo dục và của hội đồng Anh, thì mấy thầy cô cũng phân tích đối với trình độ starter á, thì phải hết của lớp 2, và có một số em mà chậm quá thì phải qua giai đoạn lớp 3, còn mover thì phải hết lớp 4.
và flyer phải hết lớp 5. Nhưng mà đặc thù của lớp 5 thì nó lại khác. Do đó thì mình phải cho lớp 5 thi flyer sớm để kịp có cái kết quả vào cái đợt tháng 6, đầu tháng 6, để kịp mà ba mẹ đi xin bằng cho các em, lộn, xin trường cho các em nha. Đó là một số cái những cái mà Nga biết được về kỳ thi Starter Movers Flyer. Và mọi thông tin, mọi gì mà các anh chị muốn thắc mắc hay gì nữa thì các anh chị có thể, khi mà quá trình đi đăng ký thi, các anh chị có thể hỏi với ở trung tâm dự thi. Và những cái gì mà anh chị mà có muốn thắc mắc mà để rõ những một số một điều đó, Nga có thể trả lời được, thì các anh chị có thể đặt câu hỏi thì Nga có thể trả lời được. Còn nếu mà không trả lời được thì Nga sẽ hỏi những cái anh chị mà Nga biết những thông tin về kỳ thi. Và nếu mà ấy thì nếu mà Nga có dịp mà Nga ra sở giáo dục thì Nga sẽ hỏi luôn. Và Nga cũng chỉ gửi cho các anh chị một số thông tin như thế thôi. Nếu các anh chị mà muốn biết thêm những cái thông tin về những cái kỳ thi sắp tới thì các anh chị có thể đăng ký vào cái kênh này, thì Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị một số những thông tin. Và Nga sẽ hướng dẫn ba mẹ có thể kèm cặp cho con em mình vào cái kỳ thi Starter, Mover và Flyer sắp tới này qua những đoạn video clip kế tiếp. Nga sẽ chia sẻ, Nga nói luôn là Nga dạy tiếng Anh, nhưng ở trên kênh này Nga sẽ không chia sẻ, không nói về tiếng Anh nhiều. Vì sao? Vì Nga muốn thông điệp này gửi đến hết cho tất cả các phụ huynh, ngay cả người có biết tiếng Anh hay không biết tiếng Anh gì, Nga chỉ hướng dẫn và các anh chị chỉ có thể thích thì các anh chị làm theo và sẽ giúp ích cho con em mình. Và Nga sẽ cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Mọi thắc mắc gì các anh chị có thể ghi comments dưới những đoạn video clip này nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các anh chị.